cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa thủ trưởng, kính thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí, quân đoàn 1, quân đoàn chủ lực cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 1973, trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Quân đoàn 1 đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây đắp truyền thống thần tốc quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân. Và mãi bản hùng ca thần tốc quyết thắng là chủ đề tham gia buổi diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn 1, 24 tháng 10 năm 1973, 24 tháng 10 năm 2023 của đội nghệ thuật quần chúng trung đoàn Sông Đôi Hùng. Chương trình dự thi gồm các tiết mục Tổ quốc hát múa, Hành quân xa, Trên đồi Kim Lan, Giải phóng Điện Biên, sáng tác Đỗ Nhuận, biểu diễn Toàn Đồ. Tốt ca Tỉnh Bắc sáng cười ta, sáng tác Lưu Hữu Phước, biểu diễn Huy Cường, Anh Duy, Đức Thành. Kịch ngắn tự biên Một thời hoa lửa với sự thể hiện của các diễn viên kịch. Múa Niềm tin chiến thắng, biên đạo tự biên, biểu diễn Tốt Múa. Đơn ca 12 ngày đêm thần tốc quyết thắng, sáng tác và biểu diễn Huy Cường. Mắt sắc Hát mãi khúc quân hành, Anh vẫn thành quân, âm nhạc Diệp Minh Tuyền, biên đạo Văn Sĩ, biểu diễn Toàn Đội. Sau đây xin kính mời các thủ trưởng, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đồng chí thưởng thức. Điều chỉ là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Ra đời ngày 2 tháng 9 năm 1947 dưới sự lãnh đạo chỉ dẫn của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ chiến sĩ trung đoàn là những người trực tiếp bắn súng tiến tới Pháp của mình và toàn bộ bộ tham mưu làm nên điện biên phủ để đỡ nhân dân chiến đấu vượt qua. Thank you.
trong đánh chắc ta thiên đề được thượng nghĩa và ta quân thủ hãy không phải tàn mang những tiếng súng khi ngừng đông và lòng ta dòng bắc bay đầu trường bao
Trường Sơn sống Đông Ba thành đô, miền Đông reo mãi tiếng của người dạy ta cả đời công ơn khắc sâu phía lòng bao giờ nhòa. Ôi vì quan tiên bay tiên dưới cờ của bác ta đi tới giữa bình minh chiến thắng trên cao vinh tới về đốt giữa sóng trong phố phường nhìn bác sáng đường ta đi tìm bác. Báo cáo chúng ta có 5 phút để chuẩn bị hành quân. Khi
khi giàu lên tới sẽ đưa chúng ta tiến thẳng qua Sài Gòn. Thủ trưởng ơi, ra đây đến nữa ạ. Chúng tôi vừa được cấp trên thông báo giảm bắc bộ tại đây là điểm dẫn đường cho đơn vị hải quân. Dạ vâng, đúng rồi. Em là Linh, còn đây là Nhân và Huệ ạ. Tốt quá rồi. Tôi là Bình, còn đây là Hà Bảo. Chúng tôi thuộc trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Ôi, vui quá. Có thêm các cô, chúng tôi lại càng thêm tấn công hơn nữa để tiến lên Sài Gòn đấy. Hay là bây giờ các cô hát tặng cho chúng tôi một bài để lên sẽ có tinh thần. Chứ không nào lắm rồi. Tôi chưa nghe anh ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Quốc và nhân dân sẽ ghi công cho đồng chí.
rồi. Các anh em, chịu đựng nghe bọn mình hát mà. Các anh em muốn được nghe bọn mình hát mà các cậu ơi. Các anh em ơi, chịu đựng hát cho các anh em nghe nhé. Thank you.
ngày 21/3/1975, đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp giao nhiệm vụ cho quân đội mình tổ chức thành quân đất vào miền Đông Nam Bộ, hiệp đồng với đất địa bàn tham gia trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn gia đình. Chỉ sau 12 ngày đêm, hành quân thần tốc vượt chặng đường dài hơn 1.700 km, đội hình chiến đấu của quân đoàn đã kịp thời có mặt tại khu vực tập kết đồ xoài vượt thời gian trên dặm một ngày. Chúng tôi thần tốc mở rộng chặng đường chiến đấu vẻ vang, thần tốc quyết thắng của quân đội. Thank you.
50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của binh đoàn Tinh Thần Anh Hùng. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn Sông Lô Hùng, sư đoàn 950 luôn có lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, vượt lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để cuộc chấp hành mãi quan xa, bay xa, để bước chân thành công luôn vươn tới vươn thắng. Đời mình là một quân hai, đời mình là cái ta.